Xin kính chào quý vị và các bạn. Tin tức hôm nay vừa cho biết đã có một cuộc tấn công, tạm có thể gọi là khủng bố, vừa xảy ra tại thành phố New York, thưa quý vị. Nơi xảy ra là ở trên đường West Street, rất gần với lại World Trade Center, nơi đã xảy ra vụ 911 trước đây. Sự việc xảy ra là tên thủ phạm đã lái một chiếc xe Yuho chạy vào làn đường dành cho xe đạp và tông thẳng vào những người lái xe đạp cũng như là những người đi bộ. Sau khi gây án thì tên thủ phạm đã ra khỏi xe với một cái súng giả và một cái súng bắn sơn. Nhân chứng tại hiện trường kể lại rằng tên này đã hét lên Allahu Akbar. Tiếng Ả Rập có nghĩa là Thượng Đế tuyệt vời. God is great. Đây là hình ảnh lúc tên khủng bố sau khi tông hàng loạt những chiếc xe đạp và những người đi bộ chạy ra khỏi xe. Nhân chứng kể rằng là khi chạy ra thì hắn đã hét lên Allahu Akbar bằng tiếng Ả Rập, có nghĩa là God is great, Thượng Đế tuyệt vời. Thượng Đế ở đây là Thượng Đế của người Hồi giáo, thưa quý vị. Và đây là chiếc xe đã gây ra vụ khủng bố, thưa quý vị. Chiếc xe được mướn từ The Home Depot. Thủ phạm đã mướn chiếc xe này và gây án, chạy đến đường West Street ở thành phố New York thuộc Lower Manhattan và tông thẳng vào những người đang đi xe đạp và những người đang đi bộ ở trên khu vực này. Thủ phạm gây ra vụ tấn công này là một người đàn ông 29 tuổi có tên là Saifullo Saipo. Hắn là một người gốc UB, có nghĩa là Uzbekistan, thưa quý vị. Đã đến Hoa Kỳ từ năm 2010 và hắn sống ở Tampa, Florida và cả Ohio nữa. 8 người đã bị thiệt mạng trong vụ khủng bố này. Và như tin tức hiện tại được biết thì có 11 người cũng bị thương, thưa quý vị. Khi chạy ra khỏi xe thì hắn cầm hai cây súng giả, theo như cảnh sát cho biết. Và đây là một số hình ảnh tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tấn công này. Đây là tên khủng bố. An ninh của thành phố New York đã được gia tăng. Đây là hình ảnh của chiếc xe Yuho sau khi xảy ra vụ tấn công. Đây là khúc đường West Street, thưa quý vị, nằm sát bờ sông Hudson ở thành phố New York. Nhân viên y tế đang cấp cứu cho những người bị thương. Nơi xảy ra hiện trường của vụ án. Theo tờ CNN, thì thống đốc của tiểu bang New York đã nói rằng tên khủng bố này thuộc trường phái của giáo phái cực đoan, thưa quý vị. Khi rời khỏi chiếc xe truck thì người ta tìm thấy một mẫu giấy có ghi hàng chữ là ISIS lives forever. Điều đó đã khiến người ta xác nhận rằng đây là một vụ tấn công khủng bố có liên quan đến tổ chức ISIS. Hiện cơ quan FBI đang điều tra thêm về sự việc này. Cơ quan cảnh sát tại thành phố New York cũng cho biết
là một người cảnh sát đang trực tại khu vực này đã lập tức bắn vào bụng của tên khủng bố và khống chế, bắt giữ ngay lập tức. Sau khi vụ khủng bố xảy ra, thì Tổng thống Donald Trump đã tweet trên mạng xã hội rằng những tên khủng bố đã vào đất nước của chúng ta nhờ vào một chương trình gọi là Diversity Visa Lottery Program, một chương trình đẹp của ông Chuck Schumer. Chuck Schumer là thượng nghị sĩ của tiểu bang New York. Một tiếng đồng hồ sau, thì thượng nghị sĩ Schumer đã trả lời rằng, cũng bằng tweet trên mạng xã hội, tôi nghĩ rằng không quá sớm để chính trị hóa một thảm kịch, thưa Tổng thống. Cơ quan truyền thông CNN thì nói rằng hiện có một hiện tượng, xu hướng mà khủng bố đã dùng những chiếc xe bình thường như là một vũ khí để tấn công, thảm sát chúng ta và những người dân vô tội. Hiện thì tên khủng bố đang bị bắt giữ và đang ở bệnh viện. Vụ tấn công ở New York còn đang trong vòng điều tra. Và những tin tức cập nhật tôi sẽ gửi đến quý vị trong video tới. Xin kính chào quý vị.